Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn học cái bài điện trường đều như tụi em và cái những cái dạng bài tập mà cái điện tích nó chuyển động giữa hai cái bảng kim loại đó. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ dạy lý thuyết trước nha, trước khi mà hướng dẫn các bạn những cái phần bài tập. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tìm hiểu xem cái điện trường đều là gì nha tụi em. Thì bây giờ á, giả sử như thầy xét hai cái bảng kim loại như thế này. Này các bạn quan sát. Đây, hai cái bảng kim loại này đặt đặt cách nhau một khoảng D. Hai cái bảng kim loại này nè, đặt cách nhau một khoảng D. Đây, đặt cách nhau một khoảng D. Rồi thì hai cái bảng kim loại này mấy đứa người ta sẽ tích điện cái dấu, tức là thầy lấy ví dụ cái bảng bên đây người ta tích điện dương. Đấy, người ta tích điện cho hai cái bảng kim loại song song này nha tụi em, bên đây tích điện âm nè. Đấy, người ta tích điện cái dấu thì mấy đứa giữa hai cái tấm kim loại phẳng song song này nè, nó sẽ tồn tại một cái điện trường, và cái điện trường giữa hai bảng kim loại này là điện trường đều. Thì á, cái điện trường đều là cái điện trường mà nó có cái vết, nó có cái đường sức điện á tụi em, nó song song và cách đều nhau như thế này. Đây, tức là những cái vết, những cái đường sức điện của nó đó tụi em, song song và cách đều nhau ha, nó có đường sức điện song song và cách đều nhau. Đấy. Thì á, các bạn phải hiểu như thế này nè. Các bạn phải hiểu như thế này nè. Cái khái niệm á là điện trường đều là cái điện trường mà tại mọi điểm trong đây nè, tức là trong cái vùng này nè tụi em, tại bất kỳ điểm nào á thì nó sẽ có cái cường độ điện trường E này nè bằng nhau về độ lớn và có phương chiều giống nhau tại mọi điểm luôn. Đấy, thì đây là định nghĩa của nó, rất là đơn giản thôi. Được chưa? Thì các bạn phải nhớ nha, điện trường đều thầy ghi nè là điện trường có cường độ điện trường, cường độ điện trường là E đó, cường độ điện trường tại mọi điểm. Tại mọi điểm. Được chưa? Cường độ điện trường tại mọi điểm có giá trị bằng nhau, có giá trị bằng nhau. Ha, giá trị bằng nhau và phương chiều cũng giống nhau luôn nha tụi em. Phương chiều cũng giống nhau luôn. Đấy, phương chiều giống nhau luôn. Thì đây là cái định nghĩa của nó. Được không? Cho nên cái hồi bữa trước thật ra cái bài, cái dạng bài tập điện trường thầy có nói sơ cho tụi em rồi đó. Tức là trong một cái vùng có điện trường như thế này nè, nếu mà các bạn đặt cái điện tích vô thì sao tụi em? Tức là giả sử á, giả sử trong một cái vùng có điện trường và những cái đường sức điện nó đang hướng sang bên đây. Được không? Tức là cái vector cường độ điện trường nó có cái phương hướng sang như thế này. Đấy. Nó có rất nhiều vector nha tụi em, thầy vẽ tượng trưng một cái thôi. Đấy. Thì bây giờ nếu mà thầy đặt vào đây một cái điện tích âm thì sao? Nếu mà đặt vào đây một cái điện tích âm thì sao tụi em? Thì các bạn biết nè, mà trong một cái vùng có điện trường thì nếu mà đặt vào đây một cái điện tích âm á thì nó sẽ chịu tác dụng của lực điện. Nó sẽ chịu tác dụng của lực điện F bằng Q nhân E. Đây, công thức thầy dạy các bạn ở bài trước nè. Hay mấy đó. Đấy thì các bạn nghe này nha. Tức là nếu mà Q âm á, hôm trước thầy dạy rồi nha, nếu mà Q dương á tụi em thì cái lực, cái vector F này nè với cái vector E này nó sẽ cùng phương cùng chiều với nhau. Nhớ chưa? Còn nếu mà Q âm, nếu mà Q âm á tụi em thì cái vector F này nè với cái vector E nó sẽ ngược chiều. Ha, tức là cái lực tác dụng lên điện tích á nó cùng chiều điện trường nếu Q Q dương, còn nếu nó Q âm thì nó ngược chiều điện trường. Các bạn nhìn nè, Q của mình là âm. Q của mình âm cho nên cái lực F nó sẽ ngược chiều vector E. Cho nên cái lực điện tác dụng lên điện tích đó tụi em nó sẽ hướng sang bên đây. Thấy không? Thì các bạn biết nè, tức là nếu mà thầy treo một cái quả cầu, nghe nè tụi em. Nếu mà thầy treo một cái quả cầu vào đây. Thì các bạn phải hiểu nè, cái quả cầu này á nó sẽ nhiễm điện âm nha, người ta sẽ treo quả cầu nhiễm điện âm. Thì các bạn biết nè, nếu mà nhiễm điện âm nó sẽ chịu một cái tác dụng của một cái lực F hướng qua bên đây. Đúng không tụi em? Tại vì cái lực F nó sẽ ngược chiều cái vector E này mà, cho nên nó sẽ làm cái con lắc. Nó sẽ làm cái vật của mình bị lệch sang một góc như thế này. Đấy, tại vì cái vật của mình nhiễm điện âm. Nhảy vô, được chưa? Đây, cái vật của mình nhiễm điện âm nè. Đấy, cho nên nó sẽ bị lệch sang một góc alpha như thế này. Tức là cái con lắc của mình nếu mà nó bị nhiễm điện á tụi em, cái vật của mình nếu mà nó nhiễm điện á thì nó sẽ bị lệch phương trong điện trường. Đấy, là đây là cái hình trong sách giáo khoa người ta dạy các bạn. Được chưa? Thì đây là những cái gì mà thầy giải thích cho các bạn thôi. Rồi thì các bạn nghe này nha. Thì đây là về cái mặt thí nghiệm nha. Còn về công thức thì các bạn nghe nè. Công thức để tính cái cường độ điện trường giữa hai cái bảng kim loại phẳng song song như thế này á tụi em, thì công thức của nó được tính bằng công thức này. Đó là E, cường độ điện trường E sẽ là bằng U chia D. Đây là công thức thầy sẽ giải thích. Thầy giải thích công thức này. Mấy đứa nghe này nha. E là gì tụi em? E nó là cường độ điện trường ha, nó là cường độ điện trường trong cái giữa hai bảng tụ này. Được chưa? Thầy ghi tắt nhanh nha nè, với E nè. E nó là cường độ điện trường, thành ra cái này các bạn biết hết rồi. Được chưa? Còn cái U là cái gì? Mấy đứa nghe nè. U á, nó là cái, tại vì các bạn nghe nè, cái bảng này tích điện dương.
cái bảng này tích điện âm, đúng không? Cho nên cái U nó là điện thế giữa hai cái bảng này nè tụi em. Cái U nó là cái hiệu điện thế giữa hai cái bảng này nè. Đấy, nhớ nha, U nó là hiệu điện thế, thì ghi tắt nha. Hiệu điện thế giữa giữa hai cái bảng kim loại. Còn D là gì mấy đứa? D là dễ quá, D là khoảng cách. Hình cái hình nè, D là khoảng cách thôi. D thì là khoảng cách. Rồi bây giờ về đơn vị thì U hiệu điện thế, hiệu điện thế các bạn học rồi, hiệu điện thế đơn vị là volt. Được chưa? Khoảng cách đơn vị là mét. Vậy bây giờ E thì bằng U chia D, U là volt, D là mét, tức là bằng volt trên mét. E sẽ là volt trên mét. Thấy chưa tụi em, đơn vị của cường độ điện trường là volt trên mét. Rồi thì đây là cái công thức của cái phần điện trường đều. Các bạn nhớ nha, thầy nhắc lại một lần nữa nè, tóm cái váy là nhớ nè, điện trường đều là điện trường mà có những cái vết, có những cái đường sức điện song song và cách đều nhau ha, nó có đường sức của điện trường song song cách đều nhau, được không tụi em? Tức là sao? Tức là tại mọi điểm giữa cái vùng này nè, tại mọi điểm trong cái vùng này nè tụi em, thì nó sẽ có cường độ điện trường bằng nhau nè, nó sẽ có cường độ điện trường nè bằng nhau, được chưa? Còn phương chiều cũng giống nhau luôn nha tụi em nha, giống nhau về phương chiều nha, và có độ lớn bằng nhau luôn. Được chưa? Rồi, xong. Đây là cái phần định nghĩa. Ok, bây giờ mình test liền mấy đứa, mình ứng dụng liền một vài bài tập nè. Các bạn nghe thầy nói nè nha. Đọc nè, hai bảng kim loại đặt song song nè, cách nhau đây là D nè. Rồi, đặt vào hai bảng này một hiệu điện thế U nè, một cái hạt bụi mịn có điện tích như thế này, đây là quy dương, bay vào điện trường giữa hai bảng phẳng, xác định phương chiều và độ lớn của lực điện tác dụng đến hạt bụi đó. Ok. Bây giờ á, người ta kêu các bạn là xác định gì mấy đứa? Xác định lực điện đúng không? Thì các bạn biết hồi nãy công thức thầy nói các bạn đó. F thì bằng cái gì? F thì bằng Q đúng không? Nhân E, phương trình công thức đúng của nó phải có dấu vector. Còn nếu mà các bạn tính độ lớn thì các bạn bỏ vector đi. Nha, yeah. Tính độ lớn là các bạn không cần xét dấu, không xét chiều á, được chưa? Thì tính là độ lớn của F thôi thì nó sẽ bằng là triệt đối Q. Đấy, nhân cho E, cái này thầy dạy rồi. Là các bạn tính độ lớn của nó thôi. Nha, còn phương chiều thì các bạn phải xác định dựa vào cái Q này nha tụi em. Nha. Rồi, vậy bây giờ các bạn nhìn nè, bây giờ á thầy phải tính E trước, tại vì có D có U thì các bạn biết là E sẽ bằng U chia D đúng không? Bấm luôn đi tụi em. Bấm luôn. Nhìn nè. U nó là 100, các bạn chia cho D là chia cho bao nhiêu? Chia cho 0.2, đổi đơn vị nha mấy ông con. 0.2 nghe chưa? Nó là 500. E là 500 volt trên mét nè. Rồi, các bạn thay vô đây là xong rồi. Q là bằng cái này nè. 16 nhân 11 trừ 19 nè. Các bạn nhân cho 500. Được chưa? Rồi, bấm cái là xong. Được chưa? Đây, lấy cái này nhân cho 16 nhân cho 10 mũ trừ 19. Các bạn sẽ ra được lực điện F. Đó là 8 nhân 10 mũ trừ 6. 8 nhân 10 mũ trừ 6. Newton nha. Lực thì đơn vị là Newton. Xong. Còn về phương chiều thì sao tụi em? Thì do Q dương đúng không mấy đứa? Do Q dương. Tụi em nhìn nè, Q là điện tích dương nè. Q là điện tích dương á, thì cái lực điện F nè với lại cái vector E nó phải cùng chiều nhau nha tụi em. Nha. Lực F nó phải cùng chiều với điện trường. Tức là nếu mà cái điện trường nó hướng ở bên đây đi, ví dụ thầy có một cái bảng, bảng bên đây là bảng dương đúng không, bên đây là bảng âm. Các bạn nhớ là cái cường độ điện trường E nó sẽ hướng từ dương sang âm nha. Tụi em nhớ cái này đó nha, nãy thầy quên nói. Nãy thầy quên nói, các bạn nhớ là cái cường độ điện trường E nó sẽ hướng từ bảng dương sang bảng âm, được không tụi em? Đây là cường độ điện trường nè. Đấy, thì bây giờ nếu mà thầy đặt một cái điện tích dương qua đây thì các bạn biết nè, lực điện F nó cùng chiều với E này, thấy không tụi em? Vậy bây giờ F mà hướng sang phải thì cái lực điện F nó cũng phải hướng sang phải như thế này. Đấy, các bạn hiểu không? Vấn đề là mình phải hiểu cái lực điện mà tác dụng ở cái điện tích này nè. À, nó sẽ hướng sang phải như thế này, cùng chiều với vector E. Được không tụi em? Cùng chiều với cường độ điện trường, thấy chưa? Cùng chiều với điện trường. Rồi, mấy bạn nên note là đây nha tụi em, mấy bạn nên ghi thêm cho thầy, như ghi thêm cho thầy á là chiều của điện trường đó mấy đứa, chiều của đường sức á nó sẽ hướng từ bảng dương sang bảng âm. Bây giờ cái này các bạn phải nhớ luôn nha, nó sẽ luôn hướng từ dương sang âm. Rồi, xong. Bây giờ mình phải làm tiếp nha. Mình phải làm tiếp. Câu 2 tụi em. Electron có điện tích Q bằng -1.6 nhân 10 mũ -19 coulomb bay vào điện trường giữa hai bảng phẳng đặt song song, cách nhau một khoảng D bằng 10 cm. Ok. Đặt vào hai bảng này một hiệu điện thế. Bây giờ thầy vẽ hình, bây giờ thầy sẽ vẽ khác, tại vì đôi khi các bạn sẽ gặp một cái hình nó lạ một chút. Ví dụ thầy không vẽ nó song song gì nữa mà thầy vẽ nó song song như thế này nè. Ví dụ đây là bảng dương nè, đây là bảng âm nè. Ok không? Rồi, cái anh trên đây thì tích điện dương. Đấy, cái hằng cái anh dưới đây thì tích điện âm. Được chưa? Thì thầy nhớ hồi nãy thầy nói gì không? Cường độ điện trường sẽ hướng từ dương sang âm. Đấy, mấy đứa đừng có quên cái này nha tụi em. Đi thi người ta không có nói tụi em đâu.
tụi em phải tự nhớ đó nè, thấy chưa? Đây, thấy chưa? Điện trường nè, song song cách đều nhau nè, tụi em về hướng từ dương sang âm 21, tụi em vẽ một cái tượng trưng thôi được rồi, thấy chưa tụi em? Rồi, xong, đọc nè. Có D rồi, có U rồi thì cũng tìm được E giống hồi nãy. Đầu tiên thầy tìm cường độ điện trường E trước đi, bằng U chia D nè. U là 200, chia D là chia cho 10cm là 0.1. Đấy, tụi em bấm máy tính luôn đi. Được chưa? Vậy cái này nó sẽ ra là mấy mấy đó? À, 0.1 là mũ trừ 1. À, nó là 2000 V/m. Xong, hãy xác định phương chiều và độ lớn của lực điện. Ok, giống hồi nãy thôi. Các bạn có F, thầy tính độ lớn trước nha. F thì bằng Q nhân E, tính độ lớn trước. Được chưa? Vậy thì bây giờ Q là bao nhiêu đây? Tụi em không cần bấm dấu, tại vì độ lớn thì nó không có âm đâu tụi em. 1.6 nhân cho 10 mũ trừ 19 nè. Ok, thầy nhân cho E là nhân cho 2000 nè. Đấy, nó là 3.2 nhân mũ trừ 16. 3.2 nhân mũ trừ 16 Newton. Ok chưa? Rồi, nhưng mà phương chiều thì sao? Thì bây giờ cái quy nó âm đúng không? Vậy các bạn đặt vô điện tích âm vô đây thì sao mấy đứa? Điện tích âm vô đây thì sao? Quy âm nha. Thầy ghi nhầm, cái này là điện tích âm luôn chứ không phải electron. Người ta cho điện tích âm luôn. À, thì các bạn biết nè, nếu mà quy âm thì hồi nãy thầy nói rồi, quy âm á, thì cái lực F á, nó phải ngược chiều với vector E. Đấy. Thì bây giờ nè, tụi em nhìn nè, E nó hướng xuống. Tụi em cứ phải nhớ là E nó phải luôn hướng từ dương sang âm ngay giờ. E nó hướng xuống, vậy thì F nó phải hướng lên. Đấy, cái lực điện F tác dụng lên cái điện tích quy này phải hướng lên như thế này nè. Đấy, thầy vẽ theo cách khác ha. Bạn nào thích vẽ song song như thế này cũng được. Quan trọng là các bạn phải hiểu. Rồi, tiếp câu số 3. Câu số 3 nè tụi em. Để chẩn đoán hình ảnh trong y học nè, người ta thường sử dụng tia X hay là tia Röntgen á, để chụp X-quang và chụp CT. Rồi, cho rằng vùng điện trường giữa hai cực của ống tia X là một cái điện trường đều, chùm electron từ cathode. Ok, nói chung là rất là nó cái đề rất là dài các bạn đọc nha. Nè, người ta đã nói là điện trường giữa hai cực, các bạn nhìn cái cực của nó nè. Nè, cực A nè, cực anode nè, cực K là cực cathode, tức là đây là chính giữa này là điện trường E nè. Ok không mấy đứa? Rồi. Khoảng cách giữa hai cực là D nè, khoảng cách giữa hai cực là D nè tụi em. Hiệu điện thế là U nè. Thấy chưa? Tụi em nhớ là kilovol nha mấy đứa, kilovol là bằng 120.000 V nha, nhân mũ 3 đó. Y như là km vậy đó, km ở cm thì các bạn nhân cho 1000 đó. Rồi hãy tính lực điện thì bài này dễ lắm. F bằng QE thôi tụi em. F bằng QE. Được chưa? Hãy tính tác dụng lên electron, các bạn phải nhớ điện tích electron nha. Điện tích của electron á nó là bằng trừ 1.6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Nhớ chưa? Cái này thầy nói rồi đó. Đấy, vậy thì cái này nó sẽ là tuyệt đối quy nhân gì? Nhân E, hãy tính độ lớn nha, được chưa? Các bạn biết là E thì bằng gì mới đó? Tuyệt đối quy E thì bằng U chia D. Đấy, tụi em thay vô. Đây, quy là 1.6 nhân 10 mũ trừ 19 này. Nhân U là mấy đâu rồi? U là 120 nhân cho mũ 3. Rồi, các bạn chia cho gì đây? Các bạn sẽ chia cho D là chia cho 2cm là 0.02m, đổi sang mét nha. Đấy, rồi bấm cái này là xong. Nói chung nó dễ lắm, nghe tụi em. Đây, 1.6 nè, nhân cho 10 mũ trừ 19, thấy chưa? Rồi, nhân cho 120 nhân cho 10 mũ 3. Ok không? Chia cho 0.02. Đấy, bằng 9.6 nhân 10 mũ trừ 13, thấy không tụi em? 9.6 nhân 10 mũ trừ 13 newton. 9.6 nhân 10 mũ trừ 13 newton. Đấy. Được chưa? Rồi, đây là câu số 3. Tiếp câu số 4 các bạn làm giống tương tự nha. Câu số 4 giống như câu số 3, các bạn bấm tương tự nha tụi em. Người ta hỏi là cường độ điện trường giữa hai cực, các bạn có D rồi nè. Các bạn có U nè, đúng không ạ? Điều hiệu điện thế là U nè tụi em. Đấy, thì các bạn có E bằng U chia E bằng U chia D. Được chưa? U là bằng 100 kilovol nè, kilovol thì nhân mũ 3. Nhân 1000 á tụi em. Nhớ nha, 1 kilovol là bằng 1000 V. Chia cho D là chia cho 0.02. Đổi cái này sang sang mét. Đấy, dễ không mấy đứa? Dễ ờm. 100 nhân cho mũ 3 chia cho 0.02. Ấy nó ra là 1 2 3 4 5 6 số 0. 5 nhân mũ 6.
Volt/ampere. Điện trường rất lớn ha. Điện trường cường độ điện trường giữa hai cái cực của ống tiết nó rất là lớn luôn. Được chưa? Rồi. Cái câu số 5 này các bạn làm tương tự nha, nói chung dễ, lực điện thì F bằng QE thôi. Được không? Đây là điện tích của electron nè, đây là Q của nó nè, cái E này là Q á, ha, QE đó. Được chưa? Lực điện thì các bạn lấy cái Q này nè, các bạn nhân cho cái E này nè, tại vì người ta nói là bài 4 mà. Đúng không? Trong ống tiết ở bài 4 thì các bạn lấy là cái số này nè, các bạn lấy cái số này nè, các bạn nhân cái Q nè, nó sẽ ra F lực điện mà, lực điện F thì bằng trực đó Q nhân E, tính độ lớn thôi. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ mình làm một dạng tiếp theo nha tụi em, đó là câu 7 nè. Trong cơ thể sống nè có nhiều loại tế bào, màng tế bào có nhiệm vụ kiểm soát các chất và ion ra vào tế bào, đảm bảo cho quá trình trao đổi chất. Ok. Một tế bào của cái màng dày, cái màng này là tụi em biết cái màng tế bào thì dễ đại tượng trưng thôi nha tụi em. Đây là cái màng màng ngoài nè, là cái mặt trong nè, đúng không? Và cái màng này nó dày là 8 × 9 m. Đó là cái bề dày này nè. Thì nó như là cái D á tụi em, đúng chưa? Nó là bằng 8 × 10⁻⁹ m. Rồi. Mặt trong của tế bào mang điện tích âm, tức là cái mặt trong này nè, cái mặt trong này tích điện âm. Được không tụi em? Mặt ngoài tích điện dương, thì cái này nó xem như, các bạn xem như nó là hai cái bảng kim loại đặt song song vậy đó, y như bài hồi nãy thôi. Nha tụi em, hiệu điện thế giữa hai mặt này là 0.07 V, cái này là U này. Đấy, các bạn tính cường độ điện trường thì dễ quá nha. Các bạn biết là cái điện trường nó có phương hướng từ chiều hướng từ dương sang âm. Hồi nãy thầy dạy rồi. Còn tính nó thì dễ lắm. Cường độ điện trường thì E bằng U chia U chia D thôi tụi em, dễ lắm. 0.07 này các bạn chia cho D là chia cho 8 × 9 này. Thấy chưa? 0.07 này chia cho 8 × 9 này. Ok không ạ? À? Nó sẽ ra là đây. 8.78.75 nha, nhân 1 2 3 4 5 6, 8.75 nhân mũ 6 Volt/ampere. Ok, rồi câu 8. Một ion có điện tích âm, tụi em đọc kỹ nè, điện tích của nó âm nha, đi vào trong màng tế bào ở cái hình này. Ở cái bài này nè. Nha, bài 7 đó thì ghi nhầm đó. Thì chưa? Hãy xác định xem ion âm sẽ bị đẩy ra khỏi tế bào hay đẩy vào trong. Và lực điện tác dụng lên ion âm bằng bao nhiêu? Mấy đứa phải hiểu như vậy nè. Giữa cái màng tế bào này nó tồn tại điện trường. Đúng không? Tồn tại điện trường. Vậy khi mà có một cái ion âm có một cái điện tích âm, khi mà có một đặt một cái điện tích âm vô đây, tức là có một cái điện tích âm nó xuất hiện trong cái màng này á tụi em, thì tụi em nghe nè, như thầy nói hồi nãy thì một cái điện tích mà đặt trong điện trường nó sẽ chịu tác dụng của lực điện F nè, nó sẽ chịu tác dụng của lực điện F, và F bằng gì? F bằng QE có vector nha, tại vì mình đang xét chiều mà. Để Q âm hồi nãy thầy dạy rồi, nếu mà Q âm á tụi em thì F với E sẽ sao? F với E sẽ ngược chiều, đúng không? Hai cái thằng này nó ngược chiều nhau. Đó, vậy thì các bạn nhìn nè, trên đây là dương, dưới đây là âm, cho nên cường độ điện trường hướng từ dương sang âm. Vậy thì F nó ngược chiều với E, cho nên F sẽ hướng lên. Đấy, cái lực điện mà tác dụng lên điện tích âm này là nó hướng lên. Thì nó sẽ sao tụi em? Nó sẽ đẩy cái màng tế bào này ra ngoài. Nó sẽ đẩy cái ion âm này nè, ra khỏi màng tế bào. Tại vì cái này là mặt trong mà. Ở trong đây là mặt trong, hồi nãy thầy vẽ nè. Hôm nay là mặt ngoài nè. Đúng không mấy đứa? Thì nó sẽ đẩy cái gì? Nó sẽ đẩy cái điện tích âm này ra khỏi màng tế bào, tức là nó bảo vệ mình. Đúng không? Tụi em, màng tế bào có nhiệm vụ kiểm soát các chất nè, ra vào tế bào nè, thấy không? Đảm bảo cho quá trình trao đổi chất và bảo vệ tế bào nè. Đấy, trước các tác nhân có hại của môi trường. Tóm lại là đại loại là như vậy. Được chưa? Rồi, thì rất là đơn giản thôi ha. Rồi, bây giờ mình tính lực điện thì các bạn tính độ lớn thôi, không cần các bạn phải xét dấu đâu. F bằng trực đối Q. Không, F bằng trực đối Q các bạn nhân cho E. E thì các bạn lấy cái E trên đây. Q thì các bạn lấy Q này, rồi bấm máy thôi. Đây cái E này nè, bây giờ thầy làm nhân cho cái số này nha, nhân cho 3.2 nhân cho 10⁻⁹. Rồi. Vậy nó sẽ ra là 2.8 × 10⁻½. 2.8 × 10⁻½. Được chưa? Ok chưa? Nha, lực điện nó sẽ có độ lớn là bao nhiêu đây nha tụi em. Đấy. Rồi, tiếp câu số 10 nha. Bây giờ mình làm một vài câu trắc nghiệm mấy đứa. Cường độ điện trường đều giữa hai bảng kim loại song song được nói với nguồn điện có hiệu thế U sẽ giảm khi nào? Tức là cái E á, nó bằng U chia D đấy. Giảm khi nào? Đọc nè. Tăng hiệu điện thế. U tăng thì E tăng. Cho nên câu này sai. Tăng khoảng cách. Câu này đúng rồi nè tụi em. Tại vì E với D tỷ lệ nghịch mà. Đúng không? D nó nằm dưới mẫu mà. E nó tỷ lệ nghịch với D đúng không? Vậy nếu mà em tăng khoảng cách lên thì E sẽ giảm.
đúng chưa? Cho nên câu này đúng nè ha. Tức là tụi em muốn cái hiệu điện thế giảm, tức là muốn cái thầy đọc kỹ nè, cường độ điện trường đều giữa hai bảng kim loại song song được nói với nguồn điện của hiệu điện thế U sẽ giảm khi nào, tức là người ta hỏi E giảm khi nào mới được. Đúng rồi ha, tức là cái cường độ điện trường E này sẽ giảm khi D tăng ha. Rồi ok, rồi câu 11 nè tụi em, điện trường đều, đọc kỹ nha, điện trường đều nha tụi em, điện trường này phải điện trường đều. Câu A, xung quanh một vật hình cầu tích điện, câu này không đúng. Câu B, xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện cho bề mặt, câu này cũng không đúng. Câu C, xung quanh hai bảng kim loại phẳng song song có kích thước bằng nhau. Mấy đứa thường mới chọn nhầm câu này nè, đúng không? Tại vì theo lý thuyết hồi nãy thầy dạy á, theo lý thuyết hồi nãy thầy dạy thì các bạn sẽ biết là hai cái tấm kim loại nó cách nhau, ví dụ đây là bảng bảng dương đúng không, đây là bảng âm, thầy dễ giấu vô nha. Đây là bảng dương này, đây là bảng âm này, thì các bạn nhớ nè nha, cái điện trường đều nó chỉ xuất hiện giữa hai cái tấm này thôi, hai cái tấm kim loại này thôi, hướng từ dương sang âm đấy. Còn ở cái ở xung quanh thì không đúng nha tụi em, nó sai chỉ cái chữ xung quanh này nè. Ở xung quanh thì cái đường xuất tưởng là đường cong nha đấy, ở xung quanh thì đường xuất là đường cong chứ không phải là đường thẳng đâu, được chưa? Nãy mấy đứa phải hiểu như vậy, ở xung quanh đường xuất là đường cong á, chứ không phải đường thẳng đâu, được chưa? Cho nên cái câu C này cũng sai, đáp án đúng nó phải là câu D tụi em. Trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất thì cái điện trường người ta xem như là nó là điện trường đều, được không? Trong một cái vùng không gian hẹp gần mặt đất thì người ta xem như điện trường là điện trường đều, các bạn nhớ nghe chưa? Rồi câu 12, các đường xuất điện trong điện trường đều, đây cái này dễ nè, là các đường thẳng song song cách đều, nãy thầy mới nói, đáp án là câu C. Rồi bây giờ mình xem cái một hai nhỏ nè tụi em, đó là cái điện, mình sẽ xét cái dạng bài đó là điện tích nó chuyển động trong điện trường đều. Thì bây giờ á, thầy sẽ xét cái bảng kim loại song song đặt như thế này, đây là bảng dương nha, đây là bảng âm, đây hai cái bảng kim loại này đặt song song, thấy chưa? Cái bảng trên đây nè tích điện dương đấy, rồi còn cái bảng dưới đây sẽ tích điện âm đấy. Thì các bạn biết rồi, hồi nãy thầy đã nói rồi, nếu mà bảng dưới đây tích điện dương, bảng dưới đây tích điện âm á tụi em, thì cái điện trường nó sẽ hướng từ dương sang âm. Đây thầy vẽ một cái tượng trưng thôi đấy, tức là cái vector cường độ điện trường nó phải hướng từ trên xuống như thế này nha tụi em. Đây là điện trường nè, vẽ một cái thôi, được chưa? Rồi bây giờ á, người ta sẽ cho một cái hạt electron, tức là một cái hạt điện tích âm hoặc là điện tích dương bay vào cái vùng này, và nó sẽ bay theo phương vuông góc với phương của vector E nha tụi em. Tức là như thế này, bây giờ thầy giả sử như là điện tích dương đi, tức là bây giờ giả sử thầy có một cái điện tích dương ở đây, được chưa? Đấy, thầy cho nó bay vào trong cái vùng này và nó sẽ bay theo cái phương vuông góc này, tức là cái vận tốc ban đầu của nó đó, lúc đầu nó bay vô là nó sẽ bay theo phương vuông góc này, được chưa? Thì đây là cái V0 của nó. Thì các bạn phải hiểu cho thầy nè, hồi nãy thầy đã nói rồi, khi mà một cái điện tích á, nó bay vào trong điện trường thì nó phải chịu tác dụng của lực điện ép, nó phải chịu tác dụng của lực điện ép. Đấy, mà các bạn biết là lực điện thì ép bằng Q nhân E, đúng không? Và Q của mình dương thì sao mấy bạn ơi? Nãy tháng rồi nha, Q dương á thì lực ép với lại E phải cùng chiều với nhau, đúng không? Lực điện phải tác dụng, lực điện mà tác dụng lên điện tích á, nó sẽ cùng chiều với lại cái cường độ điện trường E. Đấy, còn Q mà âm á thì nó sẽ ngược chiều. Đấy, thầy nhắc nhanh lại, nó sẽ ngược chiều. Rồi thì bây giờ nghe nè tụi em, vậy bây giờ nè, thầy xét qua đây cho dễ hiểu nha. Đây ví dụ điện tích dương đi, thì các bạn nhìn là E hướng xuống thì bây giờ lực điện ép sẽ cùng chiều E, tại vì đây là điện tích dương mà, cho nên lực điện ép nó cũng hướng xuống như thế này. Đấy, tức là cái lực điện ép tác dụng lên điện tích nó sẽ hướng xuống như thế này, các bạn biết nè. Tức là khi mà cái lực điện ép tác dụng lên điện tích hướng xuống á, thì nó giống như là trọng lực, các bạn nhớ không? Các bạn nhớ cái bài chuyển động ném ngang lớp 10 không? Đúng không? Tụi em ném ngang một vật đúng không? Đấy, thì một cái vật nó sẽ bị trọng lực kéo xuống, tại vì cái vật nó có khối lượng mà, thì nó sẽ bị trọng lực kéo xuống, được không tụi em? Đó, cho nên nó sẽ có cái quỹ đạo sao? Cho nên nó sẽ có cái quỹ đạo là đường cong như thế này. Thì nói cái này là đường hyperbol, nhớ không? Đường này là đường, xin lỗi. Cái đường là đường parabol nha tụi em, cái đường là đường parabol thì nó nhầm. Đấy, cho nên cái điện tích cũng như vậy nha tụi em. Cái điện tích của mình á, nó cũng sẽ chuyển động theo một cái quỹ đạo cong như thế này. Và cái này là cái đường này là cái đường parabol. Thì các bạn cũng phải tư duy nha. Nếu mà người ta thả một điện tích âm thì sao? Tức là người ta cho một cái điện tích âm bay vào điện trường thì sao tụi em?
Điện tích âm thì sao nè, điện tích âm thì F ngược chiều E đúng không? E hướng xuống thì F hướng gì? Ừ, E hướng xuống thì F hướng lên. Đúng không tụi em? Tức là nếu mà thầy thả vào đây một điện tích âm. Đây, thầy giải màu khác đây, nếu mà thầy thả vào đây một điện tích âm. Được chưa? Cũng bay theo cái phương vuông góc luôn, dưới đường sức điện luôn, thì sau khi mà nó thả vào á tụi em thì nó sẽ chuyển động thêm một cái quỹ đạo cong và nó cong lên. Đúng không tụi em? Tại vì cái lực F nó hướng lên mà thì nó sẽ cong lên. Các bạn nhớ là đối với dạng bài này thì người ta sẽ bỏ qua mọi lực cản nha. Tức là người ta bỏ qua lực cản môi trường, người ta bỏ qua trọng lực trái đất, người ta bỏ qua điện trường trái đất. Các bạn nhớ như vậy ha, cái dạng bài này người ta sẽ bỏ qua những cái đó. Tức là tụi em chỉ xét duy nhất một lực tác dụng lên vật thôi, đó là lực điện F. Lực điện F do gì tụi em? À, do cái điện trường của hai cái tấm kim loại này gây ra. Đấy, thì cái này nó là về cái mặt tư duy ban đầu. Bây giờ nè, mình sẽ đi mình thiết lập những công thức để mình chứng minh cái quỹ đạo này nó là parabol. Như tụi em, nó là quỹ đạo cong, nhưng nó là parabol á, thì báo trước cho biết luôn, cái này chính là parabol. Parabol nhé. Tụi em nhớ là đối với hệ điện tích, các bạn nhớ là cái quỹ đạo của nó giống với chuyển động nắm ngang nha tụi em, ha, giống chuyển động nắm ngang mà tụi em học lớp 10 á. Yeah, tại vì cái lực điện F này nè, nó giống y như cái trọng lực B thôi. Đúng không? Nó sẽ luôn tác dụng lên cái điện tích dương này và nó hướng xuống như thế này nè. Đấy, cho nên nó sẽ làm cái điện tích dương này chuyển động cong xuống như thế này. Rồi, bây giờ bắt đầu đi thiết lập. Ok, thầy bỏ bớt mấy cái này đi, mấy này thầy nói sơ thôi. Rồi. Bây giờ thầy xét cái quy dương, hoặc xét cả hai cái luôn, nghe nè. Đối với một cái chuyển động cong á tụi em, thì khi mà tụi em muốn khảo sát những cái phương trình chuyển động của nó thì tụi em phải tách ra thành hai phương. Đúng không? Tách ra thành hai phương, đó là phương OX và phương OY. Được chưa? Tức là bây giờ á, thầy sẽ xét một cái phương OX nè, góc tọa độ ở ngay cái vị trí bắt đầu chuyển động của, ngay cái vị trí mà mình đặt cái vật vô, mình đặt cái điện tích vô. Được không? Và cái phương OX sẽ hướng sang đây, đây là trục OX nè. Rồi, còn trục OY là trục thẳng đứng. Thật ra các bạn chọn trục thẳng đứng hướng lên hay hướng xuống thì đều ra hết thôi nha, chọn thế nào cũng ra, quan trọng phải hiểu. Rồi, tức là thầy chọn góc tọa độ ở đây. Trục OY. Ok không mấy đứa? Rồi thì các bạn phải hiểu nè. Mấy đứa nhớ chuyển động nắm ngang không? Thật ra cái bài này khó nha tụi em. Bạn nào mà học chắc chuyển động nắm ngang ở lớp 10 mới hiểu nổi. Nhưng mà không sao, thầy sẽ nhắc lại nè. Các bạn nhớ cho thầy á, là theo cái phương OY á, theo cái phương OY á, là các bạn phải nhớ cho thầy nè. Đó là cái điện tích của mình á, hãy ghi tắt đi. Điện tích của mình á, nó sẽ xem như là chuyển động thẳng đều nha tụi em. Tức là tụi em ném với một cái vận tốc V0 vô đúng không? Thì nếu mà thầy xét theo cái phương nằm ngang này nè, thì cái điện tích của mình nó sẽ luôn chuyển động thẳng đều. Được chưa? Phương OX là chuyển động thẳng đều. Tại vì nó đâu có lực nào tác dụng nó kéo cái điện tích theo phương ngang đâu tụi em, cho nên nó sẽ không có gia tốc. Mà không có gia tốc thì nó là chuyển động thẳng đều. Được chưa? Còn xét theo phương OY này, nghe thầy nói nè, phương OY là phương thẳng đứng này nè. Được chưa? Thì có lực nè, mấy đứa thấy không? Nó có cái lực tác dụng theo phương thẳng đứng. Đấy, tức là nó sẽ gây ra gia tốc cho vật. Như cho tụi em thì tụi em biết lực là nguyên nhân gây ra gia tốc mà, đúng không? Định lực 2 Newton, nhắc lại luôn, tại xíu cũng có dùng định lực 2 Newton nè, là F bằng gì? À, F bằng M nhân A, đúng không? Tức là có lực thì sẽ có gia tốc, đúng không tụi em? Có lực tác dụng lên vật thì sẽ có gia tốc. Đấy, nhớ F thì là F hợp lực, nhưng mà trong cái trường hợp này chỉ có một lực duy nhất là lực F thôi. Đấy, cho nên nó sẽ có gia tốc, mà có gia tốc thì đây là chuyển động biến đổi đều, hay cho tụi em, hay nói thẳng ra là nhanh dần đều đó. Được chưa? Xét theo phương OY á, là cái điện tích này nè, nó sẽ chuyển động nhanh dần đều. Y như rơi tự do á mấy đứa. Oh. Y như là một cái vật luôn chịu tác dụng của trọng lực, đúng không? Thì các bạn ném sang ngang như thế này. Đúng không? Thì nếu mà thầy xét theo phương hướng đứng là cái vật coi như là rơi tự do. Được chưa? Đấy, nó cho nên nó là chuyển động nhanh dần đều. Được chưa? Rồi. Thì đây là hai cái phương OX và OY. Thì bây giờ nè, nghe thầy nói nè, nếu mà thầy xét theo phương OX á, cho nên thầy sẽ có được cái phương trình tọa độ như thế này, các bạn nghe nè. Nếu mà thầy xét theo phương OX, theo phương OX đó tụi em, thì cái X của nó, tức là cái vị trí của nó theo cái phương nằm ngang này nè. Đấy, thì nó sẽ là bằng gì? Nó sẽ là bằng V0 nhân T, y như là quãng đường vậy đó. Y như là mấy bạn hiểu như vậy nè. Tức là khi một thời gian cái vật của mình, cái điện tích của mình nó rơi tới chỗ này đi, nó chỉ nằm tới chỗ này đi, thì nếu mà thầy xét phương OX á, là cái phương là X nó đi được một đoạn này nè, đúng không? Đi được một đoạn này nè, thì tụi em biết là quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian thôi, đúng không? Vận tốc nó là V0, tại vì thầy xét theo cái phương nằm ngang này là nó chuyển động thẳng đều mà. Đấy, quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian nha. Rồi, còn nếu mà xét theo phương OY, OY thì là tụi em biết là đoạn nào không? Nè, nếu mà ở đây đúng không, là Y nó là cái đoạn này nè, đây nè,
Đấy, tức là cái độ mà nó đi được đó tụi em ấy, thì cái y này nè tụi em, y này nè, nó sẽ bằng là 1 phần 2 a t bình, tại vì đây là chuyển động biến đổi đều. Thực ra nó công thức của nó là như thế này nè, y nó sẽ bằng là v0t v0y nha nhân t cộng cho 1 phần 2 a t bình. Đây là công thức tụi em học lớp 10. Nhưng mà các bạn nghe nè, mình ném á là mình ném theo cái phương nằm ngang này nè, đúng không? Cho nên nếu mà xét lúc ban đầu á là cái vận tốc theo cái phương thẳng đứng không có, tức là cái v bằng 0 á, đúng không? Mà cái này bằng 0 thì cái này bằng 0 rồi, nó chỉ còn là 1 phần 2 a t bình thôi. Các bạn hiểu không? Mình ném là mình ném theo cái phương ngang này mà tụi em. Cho nên cái vận tốc mà theo phương thẳng đứng nó không có. Đó, lúc đầu là một cái vận tốc theo phương thẳng đứng bằng 0. Được chưa? Đấy, cho nên là thầy sẽ có được hai cái phương trình này. Thật ra mấy bạn nhớ luôn đi, cái dạng bài này là hai cái này là luôn đúng nè, đúng không? Dù vô tụi em ghi cái này ra cũng được. Được chưa? Rồi, xong thầy nói tiếp nha. Thầy nói tiếp nè. Bây giờ á, tụi em muốn đầu tiên nè là về người ta sẽ hỏi các bạn là phương trình quỹ đạo. Thì muốn ra được phương trình quỹ đạo các bạn nhớ nè, từ cái phương trình cho nên là các bạn rút t, các bạn thay vào phương trình dưới đây. Nhưng mà câu chuyện nó từ từ đi nè. Bây giờ mình phải giải quyết cái a này đã. Thì tụi em nhìn nè, ở đây á định lực hai Newton nè, F bằng m nhân a, thấy không? Thì chỉ có duy nhất một lực F tác dụng lên vật thôi, F bằng m nhân a. Thì bôi bớt cái mấy cái này đi, này thầy gì hết thôi. Rồi thì bây giờ các bạn nghe nè, cái lực F á tụi em là chỉ có duy nhất một lực F tác dụng lên cái điện tích thôi, trong cái quá trình mà nó chuyển động, tức là cái phương cái định là cái quy thức này nè tụi em. Bây giờ thầy sẽ bỏ vector đi nha, tại vì có một lực thôi, mình đâu có cần chiếu cái gì đâu, mình đâu có cần xét hợp lực gì đâu, tụi em có một lực duy nhất thôi mà, cho nên F bằng m nhân a luôn đó. Thì các bạn suy ra các bạn sẽ có được là gia tốc a nè sẽ là bằng F chỉ m, được chưa? Rồi thì nghe nè, cái F này là lực điện, thì các bạn biết rồi, đây lực điện thì là bằng quy nhân a. Nhưng mà nếu mà thầy xét độ lớn nha, lực điện nè, tức là nếu mà thầy xét cái độ lớn của nó đó thì là tuyệt đối nè, thì nó sẽ là bằng quy nhân cho e. Còn e này thì bằng cái gì đâu em, e này thì bằng u chia d, đúng không? Cái e này thì bằng u chia d, đấy, cái e này thì bằng u chia d, e này thì bằng u nè. Đó, thấy chưa, tất cả những công thức hồi nãy giờ mình dùng thì mình xài gì hết. Rồi xong thì bây giờ các bạn hiểu như thế này nè, nó sẽ có khả năng xảy ra. Bây giờ cái này là độ lớn nha, thầy chưa có xét chiều đâu nha, tại vì các bạn biết nó mình chọn cái chiều dương OI hướng lên mà, đúng không? Cho nên nó có thể xảy ra cái trường hợp như thế này. Nếu mà quy dương, tụi em nhìn cho kỹ nè, nếu quy dương đây, nếu điện tích quy dương nè thì F hướng xuống, đúng không? Tại vì lực điện F cùng chiều với cường độ điện trường, cho nên F hướng xuống. F hướng xuống thì khi mà các bạn chiếu F qua đây là F nó ngược chiều Y, hiểu không? Tụi em chiếu cái vector F qua trục Y nè thì F nó hướng xuống, nó ngược chiều Y, mà nó ngược chiều dương, nó ngược chiều mà mình chọn á thì nó phải bằng dấu trừ. Cho nên á, khi mà các bạn tính giá trị F này nè, các bạn gắn dấu trừ lên trước. Đấy, trừ tuyệt đối quy. Nghe cái tuyệt đối này thì nó luôn dương rồi, cho nên các bạn yên tâm là cái dấu trừ này nó sẽ bảo đảm cái F của tụi em luôn âm. Các đứa hiểu chưa? Rồi, đấy, cái xét cách này là dễ nhất nha tụi em. Tiếp nè, nếu mà điện tích quy âm thì các bạn nhìn nè. Nè, quy âm thì sao? Đây quy âm thì F hướng lên. F hướng lên thì khi mà chiếu qua thì F với Y cùng chiều. F với Y cùng chiều thì là dấu cộng, các bạn thấy dễ không? Nói chung tất cả những cái gì thầy dạy các bạn là điều thầy dắt các bạn là nó có một cái lộ trình hết rồi. Đúng không? Thầy dắt là từ cơ bản tới nâng cao, tức là những cái gì mà thầy nói từ trước là có xài hết. Thấy không tụi em? Tất cả nó rất là đơn giản, không có gì khó đâu. Mấy bạn thấy khó là vì các bạn bị lủng kiến thức á. Chứ các bạn nếu mà học kỹ thấy không? Những kiến thức nó tiếp nối nhau này đâu có gì đâu tụi em. Rồi bây giờ thầy mới nói tiếp. Vậy bây giờ các bạn quay qua bên đây nè, các bạn nhìn nè nha. Nè, bây giờ từ cái phương trình y này nè, thầy sẽ có cái gì? Quan trọng là cái phương trình y này nè tụi em. Thầy ghi thấp xuống đây nè, chia ra y bằng nha. Bằng cái gì đây? Bằng nè, 1/2 thầy ghi lại nè. Bây giờ các bạn nghe nè, nếu mà thầy xét cái quy dương á tụi em, đây nè, bây giờ sẽ tách ra nha, nếu mà cái quy dương. Ha, thì các bạn xét tụi em lấy cái phương trình nào? À, quy dương tụi em lấy cái phương trình này nè, tại vì như thầy giải thích nó quy dương thì F nó ngược chiều, các bạn lấy dấu trừ nha. Ha, thì trước đây nó xuất hiện dấu trừ nè, tức là nó sẽ là trừ trừ tuyệt đối của quy nhân e, mà e thì là u chia d nãy thầy nói rồi, đúng không? Cho nên chỗ này sẽ nhân u nè chia cho d nè, đúng không? Chia cho d, nhưng mà cái này nó là F chia m nữa, tức là m ở dưới đây nữa nè, dưới đây có m nữa nè. Đấy, rồi nhân cho t bình. Thì bây giờ nè, các bạn phải rút cái t từ phương trình x, các bạn thay vô đây thì các bạn sẽ có được mối quan hệ giữa x với y, thì nó mới ra được phương trình quỹ đạo, thấy chưa? Rút từ như này nè, các bạn rút t ra thì t nó sẽ là bằng x chia cho v0, thấy không tụi em? Thì thay vô đây
T bình thì là bằng x bình chia v không bình. Nghe thầy nói nè, tức là tụi đứa phải hiểu như vậy nè. Một cái hàm số của tụi em, tức là y nó sẽ có dạng y bằng gì? Ví dụ y bằng ax cộng b hay là ax cộng c, tức là nó phụ thuộc vào x này nè, x với y này nè. Mấy đứa hiểu không? Tức là khi mà x thay đổi thì y thay đổi. Còn tất cả những cái quy u m d v không, những cái này là hằng số hết. Cho nên thầy sẽ gom cái v không ra ngoài luôn. Thì các bạn nhìn này nha, nhìn nó bằng cái gì mấy đứa? Cái này nó sẽ bằng là trừ 1/2 nè, nhân chữ đó quy nè, đúng không? Nhân u nè, chia cho m nè, nhân d nè, cái v không thầy đem qua đây luôn đi, v không bình nè, đấy. Rồi thầy đã x riêng một bên. Này các bạn thấy, đây có phải là dạng parabol không? Mấy đứa nhìn được không ta? Nè, nguyên cái đống đứng trước x này nè, khi mà tụi em bấm máy nó sẽ ra một cái số a nào đó, đúng không? Thì nó có phải dạng y bằng a x bình không? Đây là parabol chứ gì nữa, phương trình bậc 2 nè tụi em. Đấy, cho nên tụi em sẽ kết luận là gì? À, quỹ đạo chuyển động là parabol, và điện tích dương thì bề lõm hướng xuống, điện tích âm thì bề lõm hướng lên. Không cần phải quan tâm về bề lõm tại vì thầy đã dạy rất kỹ rồi. Được chưa? Điện tích dương thì lực ép kéo xuống cho nên bề lõm parabol hướng xuống. Điện tích âm thì điện tích âm thì nó chuyển động cong lên cho nên bề lõm hướng lên. Đấy. Còn hai thằng này đều là một nhánh parabol thôi. Được chưa? Đấy, còn nếu mà quy âm thì sao các bạn? Quy âm thì các bạn đổi dấu lại thôi. Quy âm thì cái này là dấu cộng đúng không ạ? Thì các bạn đổi dấu lại thì lúc này y nó sẽ bằng là không có dấu trừ này. 1/2 nhân chữ đó quy nhân u chia m nhân d nhân v không bình nhân x bình. Vậy thì như thế này, chốt lại như thế này nè. Cái dạng này khó nhưng mà thầy đã dạy hết rất là kỹ rồi, cho nên thầy nghĩ các bạn cứ làm bình thường nha, không có gì phải sợ hết mấy đứa nghe chưa, tại vì thầy đã dạy hết rất kỹ rồi. Thì bạn nào cảm thấy khó quá thì học thuộc lòng hai công thức này, để mình vô mình bấm máy tính luôn, được không tụi em? Còn bạn nào mà giỏi, bạn nào mà cảm thấy hiểu được, ok, quá tuyệt vời. Các bạn nhớ là học bản chất thì người ta có sửa đề như thế nào các bạn cũng làm được nha. Cứ nghe lời thầy, các bạn cứ học bản chất đi, mà học bản chất như thế này nè, thì người ta có sửa đề như thế nào các bạn cũng làm được thôi. Các bạn không cần phải quan tâm chiều như thế nào đâu. Nhiều khi đi thi người ta sửa bảng dương nằm dưới, đúng không? Đi thi người ta sửa bảng dương nó lật ngược dưới đây thì sao? Thì các bạn cũng xét bình thường thôi, đúng không ạ? Thầy người ta xét bảng dương, nếu mà người ta lật các bạn cái bảng kim loại như thế này thì sao? Cường độ điện trường E lúc này hướng ngược lại, đúng không? Vậy thì nếu mà điện tích dương bay vô đây thì sẽ sao? E thì hướng lên nè, điện tích dương bay vô thì lực điện F cùng chiều E cho nên F hướng lên, em hướng lên thì làm cái điện tích dương này lệch lên trên như thế này. Đấy, có gì đâu, tư duy quan trọng là tư duy. Còn nếu mà điện tích âm bay vô đây thì sao? E hướng lên thì điện tích âm thì F hướng xuống, F ngược chiều E, F hướng xuống, em hướng xuống thì làm điện tích này lệch như thế này. Và cả hai đường này đều là đường cong, và công thức tính nó thì y như cái này. Nói chung mọi thứ đều như cũ hết, được chưa mấy đứa? Nãy nói chung nó dễ mà tụi em. Rồi còn một cái nữa, nếu mà người ta hỏi tầm xa, cái này là quỹ đạo nha, cái này là phương trình quỹ đạo nha tụi em, cái này là phương trình quỹ đạo, nó có dạng này ha. Đây là quy dương thì có dạng này, quy âm có dạng thế này. Còn tầm xa tức là cái điện tích này nè, nó bay được theo cái phương, tức là điện tích này nè, ví dụ khi mà nó chạm cái bảng âm này đi thì nó bay được cái một cái đoạn là bao nhiêu, tầm xa là cái đoạn này nè, ví dụ nó chạm ở đây đi, đúng không tụi em? Thì cái tầm xa là cái đoạn này nè, đây là tầm xa l, đúng không mấy đứa? Thì L bằng cái gì? L tức là có phải là cái vị trí của cái đoạn này theo phương x không? Đúng không? Theo trục x nè. L là bằng cái vị trí của đoạn của cái vật của cái điện tích theo cái phương x nè tụi em. Đúng không? Tức là L chính là x á. Đấy thì có nghĩa là tầm xa thì các bạn dùng gì? À, x sẽ bằng v0 nhân t. Tầm xa L nè sẽ là bằng v0 nhân t. Được chưa? Với cái t này là gì tụi em? À, cái t này á nó là cái thời gian mà cái điện tích của mình chuyển động từ đây đến ngay chỗ này. Đấy, mọi thứ các bạn làm như cũ hết nha. Được chưa? Rồi. Được chưa tụi em? Ok, bây giờ mình làm thử một vài câu đi. Bây giờ thầy sẽ test thử. Rồi ok. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các bạn một câu nè, nó dễ lắm, học rồi thì dễ lắm tụi em. Hai bảng phẳng có kích thước lớn đặt song song đây nè. Cách nhau một khoảng d là 24 cm. Rồi có d rồi. Hiệu điện thế giữa hai bảng là u nè. Đấy có d có u luôn. U bằng 48V. Đấy, một electron q, đây là q nè. M là bạn vô đây, bay vào giữa hai bảng như hình này với vận tốc ban đầu. Vận tốc ban đầu là V0 nè. Đấy, bỏ qua điện trường trái đất, bỏ qua trọng lực, tức là bỏ qua hết. Hãy viết phương trình quỹ đạo. Ui rồi ui. Đây, các bạn trình bày lại giống y như bên đây mà thầy chỉ nè.
Được chưa? Tức là các bạn trình bày giống y như thầy. Đấy, tụi em có thể ghi lời vô, tụi em có thể ghi bằng lời vô, lập luận thêm vô. Thì bây giờ các bạn nghe nè. Vậy bây giờ phương trình quỹ đạo của nó thì bây giờ thôi thầy làm nhanh là luôn đi nha. Nè, làm rất là đơn giản thôi, nghe thầy nói nè. Nhìn quỹ đạo rất là đơn giản nè. Nếu mà xét theo phương x nè thì x sẽ bằng v0 nhân t do nó là chuyển động thẳng đều. Thấy chưa? Còn nếu mà xét theo phương y, đúng không? Xét theo cái phương y này nè là như thầy nói hồi nãy, nó là chuyển động nhanh dần đều, tức là nó y của nó là bằng 1/2 a t bình. Đấy thì hai cái hệ này nó luôn đúng rồi, cho nên tụi em học thuộc lòng cũng được. Rồi tụi em tự suy ra nha. Rồi, định lực 2 Newton A thì bằng F chia M. Đúng không? Rồi, A bằng F chia M, mà lực điện F thì bằng cái gì? Lực điện F thì bằng Q nhân E. Đây là về độ lớn nha. Còn ở đây là điện tích Q của mình âm. Nè, điện tích Q âm mấy đứa. Q âm thì F sao? Q âm á, Q âm thì mấy đứa nhìn nè, đây là bảng dương, đây là bảng âm, đúng không? Thì cường độ điện trường hướng xuống, người ta vẽ cho tem luôn rồi nè. Cường độ điện trường hướng xuống, vậy thì Q âm thì lực điện nó sẽ ngược chiều với điện trường. Lực điện F nè, nó sẽ ngược chiều với điện trường. Đấy, cho nên lực điện sẽ hướng lên. Rồi điện hướng lên cho nên làm cái điện tích của mình nó chuyển động cong lên như thế này nè, đó. Thấy không? Thấy không tụi em? Vậy thì các bạn nghe nè. Thầy vẽ qua đây đi. Điện từ điện tích âm nè. F hướng lên. Vậy thì lúc này F nó cùng chiều với lại phương ô trục OI mới đó, cho nên F của mình dương nha, giá trị dương. Cho nên Q âm á, thì các bạn lấy F dương, tức là F bằng chuyện đó Q nhân E luôn. Đấy, thay vô. Thay vô cái này nè. Hết, có hết rồi, thay vô là xong. Thay vô. Thật ra E thì bằng U chia D, U có rồi, D có rồi nè, thấy không? Nó mới đứa thay hết vô. Nè, bằng nè. Xì ra nè. Y bằng đây, thay vô nè. 1/2 nè. A là bằng F chia M, đúng không? A bằng F chia M nè, mà F thì bằng QE, F thì bằng chuyện đó Q nhân E chia M, thấy không? Chuyện đó Q nhân E chia M, được chưa? Rồi, nhân cho gì? Nhân T bình. T bình thì bằng gì? T chuyển với trên đây nè, T rút trên đây ra, T thì bằng X chia V0. Đấy, vậy chỗ này sẽ là nhân gì? Nhân X bình chia V0 bình. Mấy đứa bấm đi, có số hết rồi. E thì bằng U chia D. E thì bằng U chia D. Các bạn thấy không? Bây giờ thấy bài bấm được chưa tụi em? Tới đây thay số bấm được chưa? Thì nói thật, tới đây thay số bấm được chưa? Được rồi, bấm luôn đi. Nè, đây thầy thị phạm cho coi luôn nè. 1/2 nè. Nè, bấm từ từ thôi. Nhân cho đầu tiên phân số nè. Q nè. Đây, Q là 1/6. Mấy đứa nhớ là tuyệt đối nha. Lúc này thầy đã xét dấu xong hết rồi. Các bạn cứ bấm số dương thôi. 1/6 nhân cho 10 mũ trừ 19 nè. Rồi, nhân cho E. E là bằng U chia D. U là 48. Được chưa? Chia cho D. Chia cho D là chia mấy? D là mấy rồi? 24cm. 24cm là 0.24m. Được chưa? Rồi, nhân M với mẫu nữa nè. M với mẫu khối lượng. Khối lượng M đâu rồi? Đây đây, 9.1 nhân 10 trừ 31. 9.1 nhân cho 10 trừ 31. Rồi, nhân tiếp. Nhân cho V0 bình. V0 bình là 200 bình. X này giữ lại, x bình nó là biến mà, giữ lại. Đây, nó ra một cái số rất là xấu. Để thầy coi thầy có bấm nhầm đâu không. Q là trừ 1.6 nhân 1.19 nè. 0.24 nhỉ, ok. Bằng 4.3956 nha. 4.3956. Này các bạn quan sát nè, thì trong cái sách cái file sách mà thầy có, người ta tính ra là 4.395. Nói chung cách người ta giải hướng dẫn thì khác thầy một chút nha tụi em. Nhưng mà các bạn thấy cái số nó khác số thầy, thì bấm ra bao nhiêu đây thì nghĩ chắc là sách nhầm quá, tại vì thầy bấm nó có sai chỗ nào đâu. Đấy thôi, các bạn cứ lấy cái đáp án của thầy đi nha. Đấy, thầy nghĩ là sách người ta đánh nhầm thôi. Rồi, 4.395 60439 6. Lấy cái đáp án của thầy đi tụi em. 4.3956049. Ok, tụi mấy đứa cứ ghi cái này ra thôi. 4.3 4.3 9 5 6 0 4 3 9. 4 nè, 3 nè, 9 nè, 5 nè, 6 nè, 0 nè, 4 nè, 3 nè, 9 nè, x nè, bình nè. Đấy. Rồi, bây giờ làm câu 22 nha tụi em. Ôi giời, học rồi thì dễ lắm. Các bạn đọc đề nè.
đặt vào hai bảng kim loại phẳng song song nè, cách nhau 2 cm, đây là D. Đấy. D bằng 2 cm. Rồi, hồi hiệu điện thế U nè, thấy chưa? Có U luôn, U thì bằng 500 V. Ok. Người ta có thể tạo ra ion bằng cách thổi hơi ẩm vào giữa hai bảng phẳng này. Giả sử hơi ẩm được thổi vào với vận tốc 50 m/s. Đây là V, tức là có V0 luôn. V0 thì bằng 50. Rồi. Ok. Một phân tử nước ở vị trí cách điện hai bảng bị tách ra thành một ion âm. Ion âm là điện tích âm nè tụi em. Và một ion dương, đây là điện tích dương nè. Đây là M1Q1 của ion âm này. Đây là M2. À, cái này phải là Q2. M2Q2 có điện tích dương này. Bỏ qua lực cản môi trường, hãy xác định phương trình quỹ đạo đấy. Hồi nãy thầy hướng dẫn hết rồi, các bạn cũng làm y như thế này nha. Làm y như thế này các bạn sẽ ra được hai cái phương trình này. Cho nên bây giờ thầy xài nhanh lại nha. Đầu tiên, nếu mà thầy xét cái ion âm. Ion âm là ion OH trừ này nè. À, thầy ghi đàng hoàng đi, ion OH trừ nè. Đấy, tức là các bạn phải hiểu nó là điện tích âm nha. Rồi, thì bây giờ giải hình trước luôn đi, tại vì người ta kêu các bạn giải hình nữa mà. Đây, bây giờ giả sử thầy có đây là bảng dương. Đúng chưa? Đây là bảng âm. Đấy, thằng trên đây tích điện dương. Em bé dưới đây tích điện âm. Được chưa? Vậy thì bây giờ cái cường độ điện trường nó sẽ hướng từ đâu? Cường độ điện trường hướng từ dương sang âm, nhớ chưa? Cường độ điện trường hướng từ dương sang âm. Rồi. Thì bây giờ nếu mà cái điện tích của mình là âm, đúng không? Điện tích của mình là âm nè, bay vào đây thì các bạn biết nếu mà điện tích âm thì lực điện F sẽ ngược chiều E. Đúng không? Cho nên cái lực điện mà tác dụng điện tích nó hướng lên. Nãy giờ thầy dạy rất nhiều rồi cho nên thầy nói nhanh. Vậy thì cái điện tích âm của tụi em nó sẽ bị cong lên trên như thế này. Thì bây giờ cái phương trình của nó thì các bạn lấy cái quy âm. Quy âm thì các bạn lấy đây nè, bạn lấy cái phương trình này, thấy không? Tức là Y bằng 1/2 nhân trực đối quy nhân U chia M nhân D nhân cho V không bình, đúng không? Nhân X bình. Thấy chưa mấy đứa? Mấy đứa nhìn nè, các bạn có số hết rồi, quy nè. À, cái này là thầy đang xét ion OH trừ, cho nên cái này các bạn phải lấy M1Q1 nha. Đấy. Được không? Các bạn tự thay cái này vô các bạn bấm nha tụi em là xong. Tương tự, nếu mà các bạn xét cái ion H cộng. Ion H cộng là quy sao? À, ion H cộng thì quy dương. Đúng không? Quy dương á thì sao mấy đứa? Đây thầy giải hình luôn nè. Quy dương thì thầy giải chung cho đây luôn đi, nếu mà điện tích quy dương nè. Nè, nếu mà điện tích quy dương nè thì E hướng xuống thì F nó cũng sẽ hướng xuống. Đúng không? F lực điện, F tác dụng lên điện tích hướng xuống cho nên nó sẽ làm điện tích cong xuống đây. À, và cái phương trình quy đạo của nó thì nó sẽ có chút trừ trước. Tức là hai gì nó là như thế này đúng không? Bây giờ nó sẽ là trừ 1/2. Nhưng mà cái này các bạn phải nhân quy 2 nha. Tại vì nó là ion H cộng, nó có khối lượng khác mà. Và quy của nó cũng là quy khác luôn. Quy 2 nhân U chia cho M2 nhân D nhân cho V không bình. Ok. Các bạn nhìn đi, số nó có hết rồi. Các bạn tự thay vô giúp thầy nha tụi em. Nha, các bạn nhìn cái số có hết rồi các bạn tự thay nha. Được chưa? Thay cho bấm hai cái đống này ra là xong nè. À, bấm gì như nãy thầy bấm vậy đó. À, bấm có nó rằng bao nhiêu rồi kết luận thôi. Được chưa? Rồi, thôi, cái phần này ở đây thầy đã hướng dẫn các bạn kỹ lắm rồi ha. Nói chung á, cái dạng này nó khó. Thì bạn nào mà học mà không giỏi lắm á tụi em, hay là học yếu á, mất gốc thì các bạn bỏ đi nha. Thầy nghĩ là người ta cũng khả năng ra mấy cái dạng này cũng không cao đâu tụi em. Được chưa? Tại vì nó hơi khó. Được chưa? Còn bạn nào giỏi thì cứ thoải mái, tại vì nãy giờ thầy hướng dẫn rất là kỹ rồi. Được chưa mấy đứa? Rồi, bye bye các bạn nha.